Thưa quý vị, đây là trung tâm hành chính Gian, nằm giữa trung tâm thành phố Gian nhé. Hôm nay em sẽ review cho quý vị một căn nhà dạng biệt thự ngang 10, sâu 24m, đã được chủ nhà hoàn công rồi. Tổng diện tích là 244m², đã được hoàn công hơn 300m² nhé. Trung tâm hành chính Gian này. Nhà này mình vừa ở, vừa cho thuê, vừa mở quán cà phê, vừa mở văn phòng công ty, rất là tốt. Diện tích ngang 10, sâu 24. Đây là đường số chính của trung tâm hành chính Gian. Bây giờ em sẽ chạy vào trong căn nhà, quay trực tiếp căn nhà. Căn nhà này đi hướng này nhé. Bây giờ mình sẽ chạy xe vào trong nhà để tham quan căn nhà nhé. Quý vị xem hết video luôn nhé. Hello hello, rất vui được gặp lại quý anh chị, quý hàng cũng như các anh chị đầu tư đã quay lại với video tiếp theo của nhà đất Hồng Sơn. Buổi sáng hôm nay mình đang có mặt tại trung tâm hành chính Gian, thuộc trung tâm của thành phố Gian, tỉnh Bình Dương, kế bên Thủ Đức. Hôm nay em sẽ review cho khách hàng một căn nhà được thiết kế theo dạng biệt thự. Căn nhà này nằm giữa trung tâm hành chính Gian, được chủ nhà thiết kế theo dạng biệt thự hình chữ L. Căn biệt thự này có diện tích là ngang 10, chiều sâu hơn 24m, tổng diện tích là 244m², thổ cư 100%. Nhà này đã được chủ nhà hoàn công đầy đủ rồi. Căn nhà này có hướng Tây, có con đường phía trước rộng khoảng 14-15m, vỉa hè mỗi bên 3m. Đây là con đường phía trước của căn nhà này. Đường rộng, xe hơi lưu thiện, di chuyển thoải mái nhé. Căn nhà này mình có thể vừa ở, vừa mở văn phòng, công ty, mở ngân hàng hoặc cho thuê. Căn nhà này hôm trước chủ nhà đang cho thuê làm trường mầm non nhé. Ở đây đang cho thuê thu nhập tầm hơn 20 triệu trên một tháng. Quý vị nào có nhu cầu mua ở hoặc mua cho thuê thì hãy xem kỹ video của em. Nếu thấy hợp lý thì alo cho em nhé. Đường phía trước này, đường nhựa rộng 15m, vỉa hè mỗi bên 3m. Chiều ngang căn nhà này là ngang 10, sâu 24m, thổ cư 100%. Từ nhà này di chuyển ra Linh Xuân Thủ Đức, chỉ kế bên Linh Xuân Thủ Đức nhé. Chỉ hết khoảng chưa tới 1km là mình tới Linh Xuân Thủ Đức rồi. View ở đây mình có thể mở quán cà phê này. Ở đây mở một quán cà phê ok nhé. Khu đây rất là nhiều quán xá. Chủ nhà thiết kế view sân rất là đẹp nhé. Bên đây có hòn Nam Bộ này. Tháng đang cho thuê tầm khoảng hơn 20 triệu. Chủ nhà đã lấy lại rồi. Quý vị nếu có nhu cầu mua ở hoặc mua cho thuê làm cà phê, hoặc làm văn phòng, công ty, hoặc làm ngân hàng thì hãy liên hệ với em Sơn theo số điện thoại 0973 114 255. Hãy alo cho em sẽ hướng dẫn vào xem nhé. Nhà này nằm giữa trung tâm hành chính Gian, nằm giữa thành phố Gian, kế bên Thủ Đức luôn. Đây là mặt tiền căn nhà này. View sân rất là rộng nha. Đường phía trước này, con đường rộng rãi nhé. Bây giờ mình sẽ vào trong tham quan chi tiết trong căn nhà. Một xíu nữa mình sẽ coi bên hông này. Bây giờ mình vào cửa chính đây nhé. Cửa chính trong đây chủ nhà làm thêm hai lớp cửa này. Đây mình có một lớp cửa cuốn đức, phía trong có thêm một lớp cửa kiến cường lực. Nhà này có gắn camera đầy đủ hết xung quanh nhé. Hệ thống camera đã được chủ nhà trang bị đầy đủ hết rồi. Đây là view của phòng khách này. Phòng khách rất là rộng nha. Sảnh phòng khách này cực rộng luôn. Đây mình mở quán cà phê là tuyệt vời luôn. Trước thì đang cho thuê mầm non, nhưng vị trí này quý vị mở cà phê là rất hợp lý nhé. Xung quanh này mở cà phê rất là đắt khách. Vị trí rất là đẹp nha.
Quý anh chị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được những thông báo, những video mới nhất mà em đăng lên hàng ngày cho quý vị mình xem tham khảo nhé. Nếu quý vị thấy video hữu ích thì hãy ấn đăng ký kênh, ấn chuông và tặng cho em Sơn thêm một like nhé. View rất là đẹp nha. Phía sau là cầu thang lên hai lầu trên. Một xíu nữa mình sẽ lên trên quay cho quý vị xem, mình sẽ quay hết tầng trệt nha. Ở bên đây mình có tới hai phòng vệ sinh này. Thiết kế theo view bán cà phê. Quý vị mua về thuê làm cà phê tuyệt vời luôn. Bên này có hai phòng vệ sinh. Trong đây một phòng nữa nhé. Tổng nhà này có khoảng 6 phòng vệ sinh. Mình sẽ sang bên quay tiếp view tầng trệt cái bên rồi mình mới lên lầu nhé. Quý vị mình xem hết video luôn để cảm nhận được điểm mạnh của căn nhà. Bên đây có cửa thứ hai này. Lớp cửa này cũng được chủ nhà làm cửa. Đây là cửa Oriental nhé. Kết hợp với kính cường lực rất là đẹp. View sân này. View sân bán cà phê hết ý luôn nhé. Ngang 10 sâu 24, thổ cư 100%. Đã được chủ nhà hoàn công đầy đủ hết rồi. Phía sau đây mình có thêm hai phòng vệ sinh ở đây nhé. Nhà này mình có thể ngăn thành hai căn để cho thuê hai căn được luôn nhé. Ngang 10 sâu 24. Đây có lối đi này. Vậy chi mình từng trệt này là mình có tới 4 phòng vệ sinh rồi. 4 phòng vệ sinh ở tầng trệt. Phía sau mình là bếp này. Dàn bếp gỗ sồi nhé. Vách kín cường lực. View bán hàng này là tuyệt vời rồi. Quý anh chị có nhu cầu hãy liên hệ với em Sơn theo số điện thoại 0973 114 255. Alo cho em sẽ dẫn đi xem nhé. Bên đây có cầu thang lên đó này. Nhà này thiết kế theo dạng mình có thể thuê ở thành hai căn, chia thành hai căn được luôn nhé. Bây giờ mình sẽ lên cầu thang chính bên phòng này. Ngang 10 sâu 24, thổ cư hết, nằm giữa trung tâm hành chính Di An, kế bên phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, thuộc thành phố Thủ Đức nhé. Quý anh chị có nhu cầu đi xem hãy alo cho em Sơn để em dẫn vào xem nhé. Trên đây có view bán cà phê sân vườn ở trên sân thượng nhé. Một xíu nữa mình sẽ lên. Trên đây có sân thượng để bán cà phê luôn này. Sân thượng rất là đẹp. Mình quay ở lầu này đã. Không gian này cực rộng luôn nhé. Ở đây mình có thể bố trí như lúc trước, đây là trường mầm non. View này rất là rộng. View này gần 100 mét vuông luôn. Nhà ngang 10 sâu 24 anh chị chủ nhà nhé. Sân phía trước này. View bên hông này. Quý anh chị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được những thông báo, những video mới nhất em đăng lên hàng ngày cho quý vị mình xem tham khảo. Cầu thang được chủ nhà làm inox 100% này. Rất là đẹp nha. Bên đây có thêm hai phòng ngủ này. Hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh ở lầu này nhé. Đây có phòng vệ sinh riêng ở trong phòng luôn. Phòng ngủ này. Phòng vệ sinh riêng trong phòng này. Đây có bồn tắm nằm luôn nhé. Một căn nhà rất là đẹp. Thiết kế theo dạng bán biệt thự. Bây giờ mình sẽ lên sân thượng để xem toàn cảnh không gian. Không gian sân thượng trên mình có thể bán cà phê. Vô tư luôn nhé. Trần này. Rất là đẹp. Quý anh chị có nhu cầu đi xem hãy liên hệ với em, gặp em ở trung tâm hành chính Di An,
thuộc trung tâm thành phố Di An. Em sẽ dẫn vào xem nhé. Nhà ngang 10 sâu 24, tổng diện tích là 244m2, thổ cư hết, nhà đã được chủ nhà hoàn công đầy đủ rồi. Đây là view sân thượng bán cà phê này. Sân thượng rất là rộng nha. Bên đây có tới 2 phòng vệ sinh nữa. Vậy tổng chi là khoảng vậy chi nhà này là 7 phòng vệ sinh rồi. Sân thượng bên hông này. Đây là trung tâm hành chính Di An nhá. Đây có cây lộc vừng này. Sân thượng rất là rộng. Phía trước này, con đường sung túc ngay trung tâm thành phố Di An. Nhà này thuộc trung tâm hành chính Di An, giá chỉ có 18 tỷ 500 triệu đồng, giá vẫn thương lượng trực tiếp anh chị chủ nhà. Quý vị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được những thông báo, những video mới nhất mà em đăng lên hàng ngày để cho quý vị mình xem tham khảo nhé. Rồi, em xin được kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video.